Ngày 13 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Bình Thạnh đã triệt phá một vụ dàn cảnh đòi nợ để cướp tài sản. Theo đó, khi nhận được tin trình báo của một nữ công dân về việc có một nam thanh niên đến nhà gặp để đòi tiền nợ. Mặc dù người phụ nữ này khẳng định không có vay tiền, nhưng nam thanh niên vẫn nặng nặc yêu cầu đưa điện thoại di động để kiểm tra. Sau khi xác nhận không có chứng cứ vay tiền, gã thanh niên bất ngờ đấm đá nữ chủ nhà rồi giật điện thoại chạy ra ngoài lên xe đồng bọn tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định và tiến hành bắt giữ các đối tượng Lê Ngọc Anh sinh năm 1996, Nguyễn Văn Tuyên sinh năm 1995 cùng thường trú tại Hải Phòng và Trần Kim Thoa sinh năm 1996 quê ở tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi dàn cảnh cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan công an cho biết đây là thủ đoạn cướp giật mới của tội phạm trong thời điểm cuối năm mà người dân cần lưu ý cảnh giác đề phòng.